Thực hiện nghiệp đạo là nền tảng của hành môn. Bất luận tu pháp môn nào, hiển giáo hay mật giáo, tông môn hay giáo hạ, thấy đều cùng chung một khoa mục. Bất cứ tu học tông phái nào, pháp môn nào, thấy đều cần phải tu thập thiện nghiệp đạo. Đức Thế Tôn tại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta tu thập tu tịnh nghiệp tam phước. Thật tại mà nói, tịnh nghiệp tam phước là học Phật ba điều kiện, cần phải hội đủ ba điều kiện này. Bất luận quý vị tu học pháp môn nào trong đại thừa hay tiểu thừa, nếu quý vị rời lìa khỏi ba điều kiện này thì quý vị không phải học Phật. Không phải học Phật thì làm gì? Xưa kia lão cư sĩ Lý Minh Nam đã nói một câu rất khó nghe. Ngài nói cái gì? Ngài nói hiện nay trong Phật môn có rất nhiều tín đồ Phật giáo, họ không phải học Phật, họ không chịu đoạn ác tu thiện, tức là họ không tu tịnh nghiệp tam phước. Mỗi ngày họ vào trong Phật môn. Thầy Lý nói những người này họ chơi đùa Phật pháp. Chúng ta nghĩ xem, ngài nói rất có lý. Chúng ta là đến học Phật, không phải là đến chơi đùa Phật pháp hoặc là đến tiêu khiển Phật pháp. Thật sự học Phật phải hiểu lý lẽ, phải y giáo phụng hành, phải bắt đầu tu từ tịnh nghiệp tam phước thì quý vị mới là người chân chánh học Phật. Câu đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước dạy chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không dứt, tu thập thiện nghiệp. Nếu không thực hiện được bốn câu này, tức là thầy Lý đã nói là thuộc loại người chơi đùa Phật pháp. Chơi đùa Phật pháp, quả báo đọa vào tam đồ. Quý vị có hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ hay không? Chúng ta có thường nhớ lời giáo huấn của thầy hay không? Chúng ta lật quyển kinh ra, đây là lời giáo huấn của bổn sư. Chúng ta tham khảo chú giải của cổ đại đức. Đây là lời giáo huấn của thầy. Quý vị có hiểu rõ ý nghĩa của lời giáo huấn này hay không? Tức là có liễu giải nghĩa lý trong chú giải hay không? Có lòng tin hay không? Quý vị có thể đem lòng tin và liễu giải thực hiện trong cuộc sống hay không? Nếu chúng ta trong cuộc sống hàng ngày vẫn phải cần người khác đặt ra rất nhiều quy củ để ràng buộc chúng ta, như vậy thì chúng ta rất hổ thẹn. Tại vì sao? Vì chúng ta không có y theo lời dạy của thầy mà làm, cho nên mới phải chịu ràng buộc. Nếu hiểu được lý lẽ của thầy dạy mà chúng ta y giáo phụng hành thì quý vị là người thiện bậc nhất trong thế gian. Còn ai dám ràng buộc quý vị? Quý vị là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta đọc trong tịnh nghiệp tam phước, câu đầu tiên mà không làm được, cái vấn đề này rất là nghiêm trọng.
Đến khi nào chúng ta mới thật sự vào được cửa Phật, mới có thể bước qua cánh cửa này. Phật dạy từ bi làm gốc. Câu thứ ba là nói phải có lòng từ bi. Lòng từ không giết, tức là từ bi làm gốc. Chúng ta có lòng từ bi hay không? Khi đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, dùng lời hiện nay mà nói, gọi lòng từ bi là ái tâm, tức lòng thương. Hiếu thần, tôn sư, từ bi hoàn toàn thực hiện trong thập thiện nghiệp. Nếu không tu thập thiện nghiệp chính là bất hiếu, chính là không tôn sư, không trọng đạo, không có lòng từ bi. Chúng ta phải hoàn toàn thực hiện trong thập thiện nghiệp. Cho nên Phật mới dạy cho chúng ta ngày đêm thường nhớ thiện pháp, tức là nhớ thập thiện, tư duy thập thiện, quán sát thập thiện. Phản diện của thập thiện là thập ác. Quả báo của thập ác là trong tam đồ. Quả báo của thập thiện là trong nhân thiên. Đây là nói đến mức độ thấp nhất, không thể thấp hơn nữa. Trong tâm chúng ta phải luôn luôn nhớ thập thiện thì sẽ không tạo nghiệp. Phải để trong tâm hết lòng mà làm. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta khéo giữ ba nghiệp, đem khẩu nghiệp đặt lên hàng đầu. Khéo giữ khẩu nghiệp, không chê cười lỗi của người khác. Trong câu này đã bao gồm không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Ba nghiệp thân ngữ ý, vì sao trong kinh Vô Lượng Thọ lại đặt ngữ nghiệp đặt lên hàng đầu? Vì tất cả chúng sanh dễ phạm nhất là khẩu nghiệp, là dễ tạo khẩu nghiệp. Bình thường chúng ta tu tích công đức, nhưng cũng từ khẩu nghiệp đánh mất công đức. Cho nên chúng ta không tích được công đức, đều từ khẩu nghiệp chạy mất công đức. Do thái độ chúng ta xử thế đối người mà mất đi công đức. Vì hành vi lời nói của chúng ta rất thô lỗ, Khiến cho người ta nhìn thấy trong lòng không vui. Ở chỗ này đã làm mất đi công đức. Cho nên tự mình nhất định phải khéo giữ khẩu nghiệp. Vì vậy cổ nhân có dạy, tu hành bắt đầu tu từ chỗ nào? Bắt đầu từ không vọng ngữ. Câu nói này cũng rất có lý. Câu nói này tương ứng với trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói bắt đầu tu khéo giữ khẩu nghiệp. Phật tại trong kinh đã nói không biết là bao nhiêu lần. Ngài chỉ dạy chúng ta xử sự đối người tiếp vật, lời nói và thái độ phải vui vẻ. Đối xử với mọi người hòa mục, nét mặt của chúng ta tỏ ra hòa mục ôn hòa.
Thế nhưng khi chúng ta tiếp xúc với đại chúng thì lại quên hết, vẫn thuận theo phiền não tạp khí của mình như cũ, thì làm sao có được thành tựu? Lúc giảng kinh thuyết pháp thì biết nói, nhưng khi gặp phải cảnh giới thì hoàn toàn không còn nhớ gì cả. Từ chỗ này có thể nhìn thấy công phu tu hành của chúng ta có đắc lực hay không. Phải thời thời khắc khắc mà thăm dò. Cho nên hai thời tụng niệm sáng tối, thời kinh buổi sáng là đánh thức mình, thời kinh buổi tối là phản tỉnh. Cho dù đã quy định hai thời tụng niệm sáng tối, nếu khảo hạch rất nghiêm khắc mà nói, tùy quý vị đã làm trọn hai thời kinh sáng tối, một thời cũng không thiếu, nhưng quý vị có phải thật sự làm hay không? Chỉ là trời biết, chỉ có trời biết. Nếu thật sự tụng thời kinh buổi sáng thì trong tâm nhớ được những lời dạy trong kinh điển, khi tụng thời kinh buổi tối đọc phần kinh văn từng chữ từng câu, thật sự có thể phản tỉnh kiểm điểm. Phật dạy cho chúng ta làm điều gì, chúng ta có làm hay chưa? Phật dạy cho chúng ta không nên làm điều gì, chúng ta có vi phạm hay không? Đó là quý vị thật sự tụng hai thời kinh sáng tối. Làm được hai thời kinh sáng tối như vậy thì quý vị mới không có lỗi với Phật Bồ Tát. Nếu là hữu khẩu vô tâm, chỉ làm theo hình thức tức miệng chỉ có đọc lướt qua phần kinh văn, thì có lỗi với Phật Bồ Tát, cũng có lỗi với mình. Quý vị tụng niệm là giả, không phải thật. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tại trong Tịnh Ngữ, Ngài dạy cho chúng ta, người học Phật phải thật dụng công. Quý vị là giả dụng công, không phải thật dụng công. Chỉ là thật dụng công, chỉ có thật dụng công thì mới có thể bế tắc trừ ác đạo, thông đạt thiện thú môn. Thông là thông suốt không trở ngại. Môn là bí quyết để đạt đến. Gọi là thiện thú, mức độ thấp nhất cũng phải đạt đến hai đạo nhân thiên